không ai có thể cảm thông hoàn toàn cho một linh hồn. Cái điều đó nó vượt quá khả năng của nhân loại. Quan hệ gì với nạn nhân vậy? Dạ, chị Hạnh là chị dâu của em. Thật sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm. Anh tin là tất cả mọi việc đều được Chúa an bài rồi. Con có lạnh không? Là nào? Anh giữ nó đi. Em lấy nó ở đâu vậy?